Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với Kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có một buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại trước mặt mọi người đây là những cái món đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang. Thì ngày hôm nay em Tuyên xin giới thiệu một chút đến tất cả các quý cô bác anh chị nhé. Thì trên tay em Tuyên đây là những giọt mật ong bạc hà. Thì như mọi người đã biết, ở trên vùng cao nguyên đá thì có ba loại mật ong chính: mật ong hoa chiến chi, mật ong bạc hà và mật ong rừng. Thì mật ong hoa chiến chi thì là những cái mật ong hoa cỏ dại đó, và mật ong rừng thì mọi người biết là bà con vào rừng thì kiếm, thì đấy là những giọt mật ong rất là quý hiếm mà rất ít khi được có. Còn hiện tại đang vào mùa nở rộ nhất của hoa bạc hà, thì em Tuyên cũng muốn giới thiệu đến tất cả các cô chú là những lít mật ong bạc hà thật là nguyên chất. Và đặc biệt ở trong thôn Đề Chia thì có ba hộ đang nuôi ong: hộ gia đình em Xá, chú Sử và anh Lúa. Gia đình anh Lúa là một hộ gia đình nuôi 18 tổ ong, nên là cho mình những lít mật ong thật sự là nguyên chất và đảm bảo cho mọi người nhé. Thì em Tuyên cũng đang cố gắng hỗ trợ cho bà con Thời Chia cũng như hỗ trợ bà con thôn Mèo Qua, giới thiệu đến các cô các chú những lít mật ong thật là nguyên chất này nhé. Đây, như mọi người xem màu mật ong nó rất là xanh bóng, rất là đẹp, và khi của chúng ta có thể mở nắp ra thì nhìn nó, ngửi mùi nó rất là thơm nhé mọi người nhé, mùi hoa bạc hà rất là ngậy. Và đây chúng ta, đây là những cái phấn này, lấy mật này mọi người này, cực kỳ là thơm. Đấy, chúng ta dùng ong thì rất là nhiều công dụng rồi đúng không ạ? Thì ở đây thì em Tuyên cũng xin giới thiệu thêm với mọi người một chút. Đây là một chút đặc sản ở trên vùng cao, đây là những bó măng khô. Măng khô này thì chúng ta có thể ngày Tết này chúng ta có thể ninh với xương ăn thì cực kỳ là ngon đúng không ạ? Đây thì tất cả bằng thủ công nha mọi người nhé, thái ra và phơi nắng, không hề có tất tẩy rửa nha mọi người. Đây, đây còn nguyên phấn này, đây còn nguyên cái phấn của măng khô này, rất là thơm, không hề có mùi chua mọi người ạ. Đấy. À, và em Tuyên cũng xin giới thiệu thơm với tất cả các cô các chú, thì đây là có những món thịt khô ở trên vùng cao nguyên đá này. Thì trước hết là em Tuyên xin giới thiệu hai cái món đặc sản gọi là quý giá nhất ở trên vùng cao nguyên đá. Đây chính là hai món là thịt trâu khô và thịt bò khô. Thì đây là những thứ thịt ngon nhất của những con trâu con bò bà con đã lọc ra để phơi lên và tẩm ướp gia vị, và chúng ta cho lên gác bếp sấy khô lên mọi người nhé. Đấy là theo những cách thủ công của bà con trên vùng cao nguyên đá nhé. Đây, cho chúng ta những thứ thịt rất là ngon này mọi người. Đây. Và ở bên trên đây thì em Tuyên cũng có thêm giới thiệu cho các cô các chú từ những thứ thịt của con lợn. Cái ngon nhất thì em Tuyên đây nghĩ là món lạp sườn này. Lạp sườn này thì chúng ta thì có thể thái ra và xào với tỏi ăn cực kỳ là ngon. Đây là đặc biệt tất cả món thịt lợn thì chúng ta đều bằng những miếng thịt có lợn bản và lợn đen của bà con nhé mọi người nhé. Và đây thì chúng ta có hai miếng thịt treo nữa, thì có hai loại thịt treo nhé mọi người nhé. Đây thì trên tay em Tuyên đang cầm, một là miếng thịt treo ở thịt mông của con lợn. Thì miếng thịt treo ở mông của con lợn thì mọi người ai thích ăn hơi lạc lạc ấy thì chúng ta ăn miếng thịt treo của ở bên phía mông, còn ai thích ăn thịt mỡ thì chúng ta hay ăn miếng thịt treo ở miếng ba chỉ này. Đây, có ai sở trường ăn mỡ thì chúng ta ăn miếng thịt treo này. Và còn một món chúng ta có thể ăn được luôn là mọi người, đây có nghĩa là món thịt lợn sấy. Đây là những cái thân thịt, mọi người xem đây nguyên là lạc này, là bà con đã tẩm ướp gia vị và đã treo lên, đã chín hết rồi mọi người. Chúng ta có thể cho lò vi sóng này, hoặc là chúng ta đập dập ra chấm ăn luôn nhé, rất là ngon, rất là lạc này mọi người nhé. Đấy. Và đây thì các món thịt này chúng ta không thể thiếu là những món nước chấm đúng không ạ? Thì đây em Tuyên xin giới thiệu mọi người một chút, đây là một chút chấm chẩm chéo. Đấy, ai có thể dùng thì chúng ta hãy liên hệ với em Tuyên nhé. Đây là những cái bó hàng, ở đây là những hộp hàng đóng, em Tuyên đã đóng mật ong và hà cũng như là măng với thịt bò, thịt treo cho các cô các chú đã có nhu cầu dùng ấy. Thì đây là em Tuyên cũng xin giới thiệu với tất cả các cô chú là đây là những dòng sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang. Thì em Tuyên cũng đang muốn giới thiệu tới tất cả các cô các chú luôn luôn ủng hộ kênh Tuyên Hà Giang, và ủng hộ nhất là bà con vùng cao nguyên đá này. Thì em muốn giới thiệu đến tất cả các cô các chú những cái gọi là đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang nhé mọi người. Còn bây giờ thì em Tuyên cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại tất cả các quý cô bác ở những video tiếp theo. Ai có nhu cầu đến những món đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang này thì hãy ủng hộ em Tuyên và hãy liên hệ với em Tuyên nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Em Tuyên xin chào. Xin chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Thì như mọi người đã biết thì ngày hôm nay thì em Tuyên cũng vừa mới đi sang Bảo Lâm về, thì cũng vừa mới tắm giặt về. Thì ngày hôm nay là đi cũng cả ngày đường, đi xe để mua cái máy khoan cho bà con Thời Chia đấy. Thì ngay nhân dịp ngày hôm nay buổi tối thì em Tuyên cũng xin là bóc cái phần quà của cô Lê Thị Ngọc Hà ở Đông Anh, Hà Nội. Thì cô đó có gửi một cái bọc quần áo này cho bà con Thời Chia.
Thì trong này thì cô cũng có gửi một chút quần áo cho em Tuyên, thì cô cũng đã nhắn tin với em Tuyên rồi, nên là bây giờ em Tuyên cũng xin tranh thủ là sẽ bóc cái này khui cái đồ này trước, vì như mọi người biết là để em Tuyên chở cả cái đồ này vào trong tôn để chia xong lấy phần quà của mình về vác lên vác xuống ấy, thì nó cũng rất là nhọc thực sự mọi người, thế cái quãng đường nó rất là xa, rất là mệt, nên là ngày hôm nay em Tuyên cũng đến đây thì cũng rất là cho em Tuyên thay mặt bà con thôn Đề Chia và cũng bản thân gia đình em Tuyên cũng xin gửi lời cảm ơn cô Lê Thị Ngọc Hà đã gửi cho gia đình em Tuyên cũng như bà con Thôn Đề Chia những cái món quà thật ý nghĩa nhé. Thì bây giờ em Tuyên cũng xin mời mọi người là cùng khui cái phần quà này cùng với em Tuyên nhé mọi người nhé, để đỡ phải mang vào thôn Đề Chia mọi người ạ. Thì cô cũng còn nhắn tin với em Tuyên là cũng có chiếc áo này cho em Tuyên mặc cho đỡ rét này, đấy, có một áo FPG Shop đấy. Thì rất là vui. Đấy, bóc ở đây thì cho mọi người nhìn thấy không em Tuyên lại thấy đồ bà con chết. Đây thì em Tuyên xin xem lại cái phần quà này là cô là gửi cho mình cái gì, cô đóng trong một hộp cấp tông này. À, trong đó có túi của cháu này, túi của hai ông bà già này và còn lại là của ít bà con và các cháu nhỏ ở thôn Đề Chia này. Đấy, đấy thì cô rất là quan tâm em Tuyên, nhắn tin hỏi là đồ đã đến chưa ấy, thì em Tuyên đi cả ngày ấy, hôm trước vừa mới. Đây thì cô đã nói là túi nhỏ trắng là cho hai ông bà già và còn túi đen nhỏ cô tặng gia đình cháu, bố mẹ và vợ chồng cháu đồ chưa dùng nhé. Đây đây thì có nghĩa là cái túi đen nhỏ là cố tặng cho gia đình, thì em Tuyên đọc kỹ đây, có lẽ là đây mọi người ạ. Đây rồi, cởi ra thì đã thấy ở trong này thì còn cô chia ra rất nhiều túi, ở đây là hai túi hai ông bà này cho dầu ăn, cô đã ghi rõ từng cái đồ đây rồi, trong này thì còn rất là nhiều đồ. Đây mọi người, đây là những hộp quần áo này cho bà con thôi chia. Thì cũng rất là cảm ơn tình cảm của cô ở tận Đông Anh mà cô đã gửi cho bà con. Đấy thì bây giờ em Tuyên đã nhận được phần đồ của mình rồi, em Tuyên xin lại bọc lại nhá. Thì em Tuyên đây là phần đồ cô đã gửi tặng cho gia đình và cả bố mẹ và cả vợ, cả em Tuyên nữa, thì cũng rất là cảm ơn cô. Đây thì đây mọi người ạ, đây thì cô đã ghi đây thì nó không nhầm lẫn được nhá. Thì bây giờ có lẽ là em Tuyên cũng xin công khai là mở luôn phần quà này cùng với mọi người, rất là vui, rất là cảm ơn cô đã gửi tặng những phần quà này cho gia đình. Khá là lâu rồi không được nhận quà. Thì cô bảo đây là quần áo mới hết mọi người, cho cả đại gia đình mình luôn. Đây có lẽ là những quần áo ngủ, đây thì chắc là cho mẹ hoặc cho vợ. Đây quần áo con gái này. Đấy. Đây là quần ngủ chắc là em Tuyên mặc được, thì mặc không mặc thì có thể là cho bố mặc, ai mặc đó, hoặc là mẹ mặc thì đấy. Quần gió. Đây là cái áo khoác đỏ. Đây cô bảo em Tuyên mặc cái áo khoác FPT này, áo rất mới là chưa ai mặc đâu ấy. À, để đi lại đi cho gió đỡ rét đấy mọi người. Vâng, cháu rất cảm ơn cô, áo rất là mới đấy mọi người này. FPT đấy, không phải ai cũng có đâu. Ở đây là một cái áo là áo phông. Wow, chắc là áo phông này chắc có thể là mình sẽ cho vợ mình. Đây là món quà của cô đã Lê Thị Ngọc Hà đã gửi cho em Tuyên và gia đình, thì cũng một lần nữa thì cho em Tuyên cùng toàn thể bà con thôn Đề Chia xin gửi lời cảm ơn cô ạ. Vâng, chúc cô cùng gia đình sức khỏe và cũng rất là mong cô luôn luôn đồng hành cùng kênh và cũng như cùng bà con thôn Đề Chia với mọi người nhé. Thì ở đây thì em Tuyên đã bóc xong cái phần quà này rồi, thì em Tuyên cũng xin tạm dừng cái video ngắn này đây để mai chúng ta tiếp tục vào với bà con thôn Đề Chia nhé. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người. Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì em Tuyên đang nghỉ chân ở cái điểm chụp ảnh đấy mọi người. Thì ngày hôm nay nắng rất là đẹp, thì như mọi người đã biết đấy, bà con người chia ngày hôm qua đã nghỉ ngơi để dưỡng sức để chúng ta tiếp tục vào công cuộc phá đá mở đường nhá. Thì
Ngày hôm qua thì em Tuyên với em Thề em Xá cũng ra bên Bảo Lâm để mua máy khoan. Như mọi người biết thì hôm nay máy khoan thì em Tuyên cũng chưa thể mang vào luôn được. Vì em Tuyên đã đặt xe để vào rồi nhưng mà xe người ta chưa mèo vạc. Cái xe chở hàng ấy nó có hạn chế nên là đã đặt rồi buổi trưa nay người ta mới có xe rảnh. Thì người ta mới chở vào cho mình được. Vì quãng đường từ ngoài huyện mèo vạc vào đến đây ấy là đến 50 cây số. Nên là xe thì nó tùy từng lúc mới có xe chở hàng nên là trưa nay người ta mới chở vào và mang bột nở bột đá lên thì chúng ta tiếp tục phá những tảng đá kia nhá. Thì em Tuyên đã đặt được một tạ bột nở bột phá đá đấy, thì chúng ta chỉ hôm nay chỉ khoan và để sẵn đấy và chúng ta pha bột nở ra chúng ta nén vào để ngày mai chúng ta tiếp tục phá đá nhá mọi người nhá. Thì hiện tại em Tuyên đang đứng ở cái điểm chụp ảnh ở đây, thì như mọi người biết ở đằng sau này này, em Tuyên vừa mới đến đây thì đây mọi người này. À, đây là chính ở cái khu này chính là mảnh đất của gia đình nhà bà, là gia đình ba bà cháu. Thì ở đây thì ông vừa mới đi làm ngô về các cháu nhá. Ôi ông bắt được con chim hay thế nhở. Xong rồi đây mọi người đây này thì bên này là con chị cấy này, đi học ngại không thấy chào nhá. Đây là bà này, đi học Sami này, đi học như nào nhỉ, sao nhỉ? Như nào nhỉ? Hả? Pa? Như nào nhỉ? Đúng rồi, xá. Lớp trưởng này chết dở rồi. Đây thì đây là bà. Đây là Nhiệm. Bà đang dẫy cỏ để làm trồng ngô mọi người ạ. Thì cái khu vực đất này là đất của nhà bà. Thì vâng, thì bà để làm cái trồng cái ngô này. Để cho nó... đợt tới này thì sang một mùa vụ mới để còn có ngô để làm mèn mén ăn đấy mọi người. Thì ở trên đây thì bà con cũng chỉ là ăn phụ thuộc vào mèn mén thôi, còn những cái suất gạo suất cơm thì cũng chỉ cho được hạn chế phần nào thôi mọi người ạ. Đấy. Thì hôm nay bà thì cũng có được các em nhỏ này, em Pà này, con anh Bó này, con này con nhà ai nhỉ, em tiện không rõ nữa nhưng mà Pà đây, đây là nhỉ chi là ai nhỉ? Vá. Vá hả? Vá. Vá. À đâu, xì phải không? Đúng không? À không, không, không phải xì nhỉ? Hả? Nhìn chi mà? Có à, nhìn chi là ai? Chết. Đấy bây giờ mọi người nên là đôi khi các em nhỏ không được đi học vào tiếng phổ thông ấy, nên là cũng giao tiếp khó, bê bảo thì cũng không hiểu hết được. Mà mạ thôi. Thì hôm nay thì cũng rất là xin lỗi mọi người là hôm nay là đi vội quá. Bánh kẹo lên kia thì mải mua thịt cũng chưa mua được bánh kẹo lên đấy. Chứ nó thật là cứ ngày nào cũng ba hộp. Hôm nay là ngày hôm qua đi về hơi mệt nên đêm qua tôi ngủ sớm, sáng nay dậy là đi luôn. Thôi thì bây giờ cũng để dành thời gian này chào bà. Con chào bà nhá. Bây giờ em Tuyên sẽ xin phép là đi lên bên trên cùng bà con thuyền chia tiếp tục phá đá mở đường đây mọi người. Vâng đây mọi người ơi, thì em Tuyên đang lên đến đoạn đầu thôn nhé. Thì hiện tại em Tuyên đang thấy là bà con ở đây đang đi làm nương rất là nhiều. Đây này, phía bên kia cũng đang làm nương này. Đây hình như là bóng dáng là mẹ em Thề hay sao ấy. Nhớ chồng con nhá. À đúng rồi. Nhớ chồng nhỉ. Đúng rồi, đây là mẹ em Thề. Đấy đúng rồi. Từ lúc cũng vâng chào cô. Cũng rất là cảm ơn các cô các chú anh chị Mạnh Thường Quân ấy, thì cũng có đấy cũng rất là kịp thời đưa mẹ em Thề ra viện. Vâng, con chào cô nhá, cô làm việc nhá. Vâng. Đấy thì à đúng rồi, đây này. Đây là em gái của Thề này. Kia là nửa chi. Nửa chi Thề. Rất là ngại. Ôi mọi người ơi, đây là dê nhỉ? Dê nhà em Thề phải không nhỉ? Vợ Thề đúng không? Đây dê đẻ rồi đúng không? Vợ Thề lại không biết tiếng phổ thông, khó khăn cho em Tuyên rồi. Đây này, tí nữa phải lên hỏi em Thề mới được. Con dê này, con dê đợt nhóm thiện nguyện Công Vũ tặng này mọi người. Đấy đẻ rồi, thế là vui rồi. Thế là có thành phẩm đầu tiên rồi đấy. Sướng nha. Thế đấy, như thế thì có con giống như này thì nó mới tốt được. Con dê con giống y xì con dê mẹ luôn mọi người xem nhá. Con dê mẹ là thân trắng này, đầu đen này. Con dê con cũng là thân trắng này, đầu có một tí xám này. Giống y xì luôn. Ừ, đúng rồi. Vui quá. Thấy gia đình em Thề có con dê này là tốt. Em, đây là mắc bộ đá. Để nó không chạy đâu, không, em Tuyên sợ chết. Rồi. Chúc mừng, xin chúc mừng.
vợ em thầy thì không không biết tiếng phổ thông nên là không giao lưu được. Rồi đi, bà con hiện tại thì mọi người thấy hiện tại cái mùa này ấy, đã đi làm cỏ rồi để chuẩn bị trồng ngô rồi. Kia là không biết là gia đình nhà ai, nhìn bóng dáng xa xa là vợ anh Thà. Đúng rồi, vợ anh Thà với em con út này. Đúng rồi. Chân Hiền nhá. Xin chào, ôi trời ơi, em cộng cái gì đây mà nhiều thế này? Cộng cái gì anh nhỉ? Rau à? Rau. Rau, rau cải. Ừ. Rau. Đấy, đi học rồi. Chân Hiền. Chúc lào. Thôi, chúng ta tiếp tục lên trên thôi. Còn một quãng đường tương đối là xa. Đây này, đúng là cái nhà của em Xính cũng rất là khó khăn. Hai em đúng là một túp lều tranh hai trái tim vàng đây này mọi người ạ. Chứ mọi người cứ hay trêu có câu nói đây mới là túp lều tranh này này. Em Xính thì đi làm thì cũng hay chơi cây cảnh lắm, rất nhiều cây cảnh ở kìa. Nhưng mà để khô như kia, mọi người xem. Để khô như này về khác gì phơi nắng, khác gì làm củi đâu. Có đến trồng đâu. Thôi, chúng ta tiếp tục lên bên trên cho mọi người nhé. Rồi, đến đây rồi. Mọi người ơi. Ôi, cái chân trống này. Để em Tuyên cất xe đã. Ôi, hôm nay mới được đi cái xe trên cái đoạn đường thành quả của bà con thôi thì chia đã làm ra mọi người ạ. Thì mọi người thấy bây giờ, ngày xưa em Tuyên là không dám đi đâu. Những ngày trước em Tuyên không dám đi xe máy đâu mà đi khó quá, trơn quá không dám đi. Có hôm đầu tiên đi vào hôm đấy còn đi mất một tiếng. Mà hôm nay đi thì quá là dễ dàng. Hôm nay là đây là có chiếc xe của em Xá. Em Tuyên đã mượn lên vì thú thực mọi người đây. Mệt quá. Hiện tại bây giờ, hình cái bộ dạng này thì nhìn nó hơi nhếch nhác một chút thì cũng mong tất cả các quý cô bác anh chị thông cảm cho em Tuyên nhá. Thì nhưng mà thực sự vừa rồi là vừa mới đi cái đoạn đường bê tông này. Cảm thấy rất là vui khi những cái thành quả bà con hiện tại đã đạt được. Thì các đoạn đường đi nó rất là dễ dàng hơn nhiều, đi nó dễ hơn. Đến bản thân đi xe kém như em Tuyên đây mà còn đi được nữa là thì rất là vui. Cũng một lần nữa rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn quan tâm đến bà con thời chia, đã giúp cho bà con thời chia có những mét đường như này. Thì hiện tại mà các cô chú đã nhìn thấy được cái thành quả và được cái thực chất là đến người không biết đi xe máy như em Tuyên còn đi được cái đoạn đường này thì cũng rất là vui rồi. Thì bây giờ chúng ta thì tiếp tục lại lên bên trên nha mọi người nhá. Thì vẫn lên là vẫn là những công cuộc phá đá. Thì như mọi người biết thì lúc đầu em Tuyên đã nói thì ngày hôm nay cái bột nở ấy thì lúc trưa nay họ mới vào được cơ. Đấy, nên là bây giờ lên chỉ phá trước, em Tuyên sẽ bảo là phá trước ở bên trên đi. Còn bên dưới những chỗ đá đấy là cứ khoan để lỗ đấy, tí nữa chúng ta mang bột nở vào và chúng ta pha và bột nở phải để qua đêm, qua ngày. Thì chúng đêm ở bên trên này nó lạnh quá, em Tuyên sợ là nó sẽ không nứt được. Thì sẽ tầm đầu giờ chiều ấy khoan và chúng ta sẽ gắn luôn bột nở vào đấy và để cho ngày hôm sau lên xem nó nở ra chúng ta tiếp tục phá nhá. Thôi chúng ta đây đoạn này thì sau này sẽ cố gắng xem là được rộng ra được chỗ nào để rộng hết vào trong tả ly này cho nó rộng đi, vì chỗ này muốn rộng ra nhưng nó là vương đá rồi nên là không thể rộng được nữa. Thôi bây giờ chúng ta lên trên nhé mọi người nhé. Đây thì như đoạn bên dưới ấy, thì em Tuyên có thể dám đi xe ấy. Nhưng mà bên trên này thì em Tuyên không dám. Đi nó khó hơn. Đi toàn đất này nó khó. Bà con đang làm trên cây 20 trên kia. Cái móng đá đây.
nắng đẹp này thì có nhà anh lúa hôm nay cũng đã đang quay ong ấy, đang lấy mật đây, thì em Tuyên lại phải lên bên trên này chứ không cũng muốn giới thiệu cho mọi người xem cái đặc sản vùng cao, và nhất là cái đặc sản của bà con Thời Chia là mật ong bạc hà. Cũng rất là mong muốn các cô chú nếu mà ai có nhu cầu về mật ong bạc hà thì hãy liên hệ với kênh em Tuyên để giúp, có thể giúp cho bà con Thời Chia sản xuất đầu ra của mật ong bạc hà nhé. Ôi, đây có em Nu hay sao ấy, vẫn đi xe lên được đây, giỏi thật. Đây bột nở thì về sẽ nở khoan ở chỗ này. Khoan ở chỗ này mọi người. Khoan ở chỗ này để qua ngày. Những cái lỗ này sẽ để dành, thì đổ hết bột nở vào. Bà con đang làm bên trên kia rồi. Đây cái móng đá đây. Chỉ đợi bột nở, máy khoan mới vào là chúng ta làm thôi. Đây. Chỗ này chưa có đá. Còn là đây như mọi người thấy thì rất là nhiều đá. Đây mọi người xem này. Chỗ này đá to. Chúng ta khoan để đấy thôi. Sẽ để đấy. Xin chào đâu. Rồi, xin chào thầy nhá. Rồi, xin chào bố xã. Vâng. Đây như mọi người thấy thì bà con đang tập trung làm chỗ đoạn này, kè móng đá chỗ này. Hôm nay bà con là tập trung lên đây làm, xong rồi khoan chỗ kia để tí nữa lấy bột nở thôi. Hôm nay tập trung lên đây làm chỗ móng này nhỉ, thế nhỉ? Bảo em bảo thà nhá là cứ khoan ở đấy thôi, không phải phá. Để tí nữa là bột nở vào là chúng ta lấy bột nở hòa và nhét lên để ngày mai cho nó nở ra ấy. Có mà lên không? Có, bây giờ thuê xe. Xe bây giờ, trưa nay họ mới vào được. Chứ phải thuê xe có đâu. Thuê xe không phải có xe luôn chứ mới khổ ấy. Máy khoan mai tí nữa là cũng mang vào luôn mà. Ờ? Phải mang máy khoan chứ, thôi mang máy đỡ có chết à? Máy khoan bây giờ chở sao được. Siêu cụ máy khoan về với bản mình rồi. Hay cái máy khoan thì phải nhanh hơn. Chết
Đây cái bóng đá này. Thank you.
đây trước mặt mình đây là em Nu. Nu chuyên khoan đá. Đứng gần cái máy này nó khoan nhiều mùi khét lẹt luôn mọi người. Nóng quá nóng. Đây như chỗ bên kia thì bà con mọi người biết là đây đang cũng tập trung vào và cũng đang cho nhau cái ý kiến để làm tiếp cái đoạn đường ấy. Thì vẫn là làm sẽ rộng ra một chút, bên trong này sẽ cống và bên ngoài này kè thì vào kè những chỗ thịt thôi chứ không kè sâu mọi người. Chứ kè chỗ non quá thì nó sẽ bị sập. Hôm nay thì em Xá ở nhà vì em Xá lại đi cùng gia đình đi làm cỏ. Đây chuẩn bị trồng ngô ấy. Bố em Xá đi làm thay. Kia chú Sử đang đi lên trên để vạch ra những cái mốc mà mình làm tới và những cái cột mốc, không phải cái cột mốc mình đạt được nhé, mà là cái mốc để mình xếp kè đá vào những chỗ đấy đấy, những ý tưởng ấy. Đấy. Em bé này lên chơi với mẹ này. Rất là bệnh mẹ vì bố là đi làm. Con. Lấy mẹ đây. Rất là xinh gái này. Chị Mai, chị Sì. Đây là những cái móng ngày xưa bà con cũng là tự xếp vào thôi đúng không? Thế này ngày xưa là tự xếp vào thôi chứ có phải là móng thịt của nó đâu. Ngày xưa bà con tự xếp vào chứ không hề là cái móng kiểu móng đá đầu tiên ấy. Đây mọi người xem này, cũng toàn là tự xếp vào thôi. Đây mà nhá, họ dạy kiểu luôn 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 luô
cũng hành dây đó là đi chứ. Đây bà con đang làm một móng này. Bên kia là chú Sử. Chú Sử đang đi làm, vạch ra cái đường mình làm ấy, cho bà con hiểu ấy. Lên đây tầm 2 cây hơn, 2 cây. Chú đấy đang chỉ thẳng ở viên đá này. Đây là chú Sử. Chú Sử, đây à, thẳng đây luôn à? Đây đúng không? Rồi. Vâng. Đây đúng không? Thẳng ở kia luôn, rồi. Chỗ này là tâu này, chỗ này tâu không? Ok. Khoét này vào được. Vâng. Được, chỗ này tâu ấy. Chỗ này là nó chỉ có đất này thôi này, được này. Vâng. Lấy đá này, ok này. Vâng, ok. Ở chỗ này, chú Sử, chỗ này xuống kia này. Đây.
mà mạ mẹ mẹ đây đúng không? Vâng. Rồi. Tâu rồi. Chưa. Đánh vào rồi. Chiều rồi mọi người ạ. Các kỹ sư thợ đấu ở bên để chia. Đã xong. Đây mọi người đấy thì nối cái đoạn đấy với đoạn này đây. Đoạn này nó vào cái bóp đá này này. Đây như mọi người đã biết thì sau những cái lúc mà làm việc này thì đôi khi cũng phải nghỉ ngơi đúng không ạ? Đấy. Đôi khi những lúc nghỉ ngơi ngồi tranh thủ với bà con làm việc. Đấy, em và kia thì đã lấy găng tay lên. Và ơi, em phát phát đi. Mỗi người một đôi găng tay. Sẽ thì ông nó ốm thì chưa muốn còn nữa, mình phải chuột từ nhà tết cho ông chỉ tiêu. Ốm chỉ chết. Nhờ thiên. Hạ xuống cái đường, nếu mà theo cái đường bà con đang làm đây thì rất là thấp, nó đỡ hơn, đỡ dốc hơn rất nhiều. Đây mọi người, lúc nãy là em trên lên kia thì ở đây chú Sử này, em Thà này với em Thề có một cách làm việc rất là hay. Đây này, mọi người phải xem là phải lấy cái này đúng không? Đóng vào đây để chẳng may cái viên này là xuống luôn đấy. Thế là đấy, đó là cái cách làm việc của bà con, đôi khi phải tận dụng theo cái địa hình luôn. Như này là tâu luôn đúng không? Như này... tâu luôn đúng không? Đó là hai vía cao tít. Thế bây giờ mình đang đập nhỏ nhỏ đi xoay lại đúng không em? Đúng rồi. Đấy, đóng này nó không bị rơi đấy. Thề điện thoại nhạc rất hay nhá. Bên trên kia đang phá những cái viên đá kia. Chỗ nào phá được thì phá, còn không phá được là để đợi bột nhé mọi người nhé. Đấy. Chỗ này phá được thì phá mọi người. Vâng. Rồi hỏng hết rồi. Đây mọi người xem, nói chung là tận dụng hết mức có thể, xác hết rồi. Tâu không? Bà con bên trên kia cũng đã làm xong cái móng rồi. À thả đây, phá hết được cái viên đá này ra này. Đây mọi người ạ. Đây là vợ A Phú đang nói chuyện FaceTime với chồng này. Thế chồng đang ở đâu? Chồng em đang ở đâu? Bây giờ đang chị Mai đang chồng đang ở đâu? Đang ở Hưng Yên hay đang ở đâu? A Phú đang ở với ai đây? A Phú với ai ở bên cạnh đây? Xin chào A Phú nhá. Xin chào nhá. Rồi, xin chào. Thôi, cố gắng nhá. Cố gắng nhanh về với đề chia nhá. Đi làm, đây là đi làm ở Hưng Yên, vẫn đang ở Hưng Yên hả chị? Đang gọi cho Nu. Nói thì cũng rất là không may thì bà con lại đi làm thuê ở Hưng Yên, nhưng mà hiện tại là cũng đang bị dịch ở dưới nào, bị Covid à? Đang phải cách ly đúng không?
Cali Covid hết. Có hội xính là chưa bị thôi. Còn đâu là Phú Phiếc là anh Bó Phiếc bị hết rồi. Ồ. Xính. 23 ngày nữa mới về em. 23 ngày, 2 hoặc 23 ngày hay là 23 ngày? 23 ngày. Ôi ôi. Không phải là 23 ngày đâu mà. 23 ngày. 23 ngày một tháng đấy. Lâu quá. Đây thì bà đã là trưa rồi. Bà con đã bắt đầu xuống nghỉ trưa và ăn cơm mọi người. Xuống bà con là đi nò mỏ. Hai em này rất là mệt mẹ này. Sáng nay cho cái bánh. Sáng nay cho cái bánh. Hai em nhìn hay á. Ngộ á. Chị Mai hát à? Bao giờ mới đến chỗ trên mèo qua? Sắp đến rồi. Đây hát bằng cái tiếng Mông mọi người ạ. Đấy thì cũng rất là mong rằng đấy, bà con cũng rất là mong rằng một ngày nào đó nó đến được cái đoạn trên mèo qua khi là hoàn thành cái đoạn tuyến đường này, đi lại nó dễ dàng hơn. Cũng rất là vất vả rồi. Và bây giờ khá là trưa rồi thì cũng cho phép em Tuyên cùng toàn thể bà con thời chia xin phép là được tạm dừng nghỉ trưa ở đây. Đấy. Thì như em thề với bố em Xá là đang cố gắng làm nốt chỗ này. Vì nó đang dở tay ấy. Đang dở tay làm nốt. Thì cũng mong rằng một ngày với những sự nỗ lực quyết tâm như này, quyết tâm cực cao như này thì bà con có cái con đường nó thật là an toàn để về với ngôi nhà của mình. Chúng ta làm đẹp những cái ngôi đường, cái đường kia kìa thế ạ, đi à. Dễ hơn nhỉ. Đúng rồi. Một ngày nào đó đi đường cứ thế mà đi thôi, dễ hơn nhiều. Đấy, đấy, đấy thì cũng rất là mong rằng cái thành quả một ngày không xa đây nó sẽ thành hiện thực cho mọi người nhé. Cũng mà luôn luôn là rất là may mắn cho bà con Thừa Chia thì luôn có các cô chú anh chị mạnh thường quân ở trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Thừa Hà Giang và đồng hành cùng bà con Thừa Chia để giúp cho bà con có cái kinh phí đấy. Chúng ta phá tan những đoạn đường như này đi, làm một đoạn đường thật là mới. Chứ mặc dù nó là thủ công lâu ngày nhưng mà kiến tha lâu cũng đầy tổ và cái lòng quyết tâm của bà con thì càng là nhiệt huyết làm để có con đường thật là nhanh, đẹp và an toàn cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì thôi em Tuyên cũng không nói hơi liên thiên và lan man nữa. Cũng xin phép là xuống cùng bà con dùng bữa trưa để chiều nay chúng ta lại có những sức lực cho những cái nhát cuốc, nhát khoan, những nhát búa tiếp cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Em Tuyên xin chào.